Ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Giao thông Vận tải lần thứ 6, nhiệm kỳ năm 2022-2027 được tổ chức tại Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam với sự có mặt của 150 đại biểu là đoàn viên ưu tú tới từ 26 cơ sở đoàn, đại diện cho hơn 8.000 đoàn viên. Đại hội là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Bộ Giao thông Vận tải thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ năm 2022-2027. Công tác đoàn và phong trào thanh niên bộ nhiệm kỳ năm 2017-2022, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đoàn Bộ Giao thông Vận tải vẫn gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ, trong đó điểm sáng là các chương trình, hoạt động tình nguyện được tổ chức thường xuyên, sáng tạo, mang màu sắc thanh niên ngành giao thông. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương những thành tích trên các mặt hoạt động của đoàn Bộ Giao thông Vận tải trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới, đoàn Bộ Giao thông Vận tải cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: tiếp tục coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tập trung triển khai tốt các nghị quyết, những định hướng phát triển thanh niên. Kết thúc nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Thành Tưởng, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Giao thông Vận tải xúc động chia sẻ về những sự trưởng thành của bản thân trong nhiệm kỳ của mình. Đây cũng là lời gửi gắm đến người kế nhiệm, đồng chí Nguyễn Giao Linh tiếp tục hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững châm ngôn, đoàn kết, bản lĩnh, khát vọng, sáng tạo.